Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Phải nói thời gian vừa rồi là mình cũng khá là rất là bận vì phải lo in một giấy khen cho tất cả các trường để cho chuẩn bị tổng kết, và bây giờ là mới có thời gian rảnh để thực hiện cái video theo yêu cầu của một số bạn nói về cái tình trạng kẹt giấy ở KD. Thì nói về tình trạng kẹt giấy ở máy photo là một trong những cái vấn đề mà hầu như nó thường xuyên và ngày nào mình cũng gặp, kể cả ví dụ như là lúc mà chạy ít chạy nhiều thì nó vẫn đều xảy ra. Nếu đối với một số tình trạng mà cái máy nó không hoạt động tốt, hoặc là khi mà chúng ta đang gặp ở những cái vấn đề nếu mà trong cái đêm đó trời gặp trời mưa ha, từ giờ mưa thì không, trong không khí nó có rất là nhiều cái độ ẩm, thì cái giấy của mình là một loại giấy thì nó sẽ hút ẩm, thì nó sẽ làm cho cái giấy chúng ta nó giống như là bị ẩm đi, bị ẩm mà nó mềm tờ giấy. Và nếu mà sáng sớm các anh chị phô thì đối với trường hợp đó thì chắc chắn sẽ ít nhiều cũng phải gặp tình trạng kẹt giấy ở KD ha, hoặc là một số bộ phận khác. Tại vì trên khi mà qua KD là đây là một cái bộ phận sấy để cho nó chín mực ha, và trong quá trình đó thì nó sẽ làm khô cái giấy, do đó cái giấy khi mà đang gặp ẩm, mà nó đang gặp ẩm mà chạy qua ở nhiệt độ cao thì nó sẽ bị cong lên và nó hay bị đá cò ha, đá cò ở cái máy photo. Thì đối với ở KD thì theo mình sử dụng bộ đó giờ mà nó nguyên nhân nó hay kẹt giấy thì nó có chủ yếu tất cả khi sau đây. Thì khi mà kẹt giấy thì các anh chị, đây là cái máy Savin ha. Khi gặp vấn đề kẹt giấy thì chúng ta mở cái nắp máy qua, thì phía ở trên cái màn hình này nó sẽ báo là vị trí kẹt chúng ta. Thì ở trong cái máy chúng ta, ở những cái vị trí kẹt thì các nhà sản xuất người ta đã bố trí những con sensor để khi mà kẹt ở bộ phận nào thì nó sẽ đá con sensor đó, nó sẽ báo được. Cho đó khi mà kẹt giấy thì các anh chị nhìn trên màn hình, thì các anh chị sau khi nhìn trên màn hình thì các anh chị mở cái nắp máy ra, và chúng ta sẽ kéo cái bộ phận sấy ra. Có một số máy á thì kéo bộ phận sấy ra nó rất là nhẹ, nhưng có một số máy á, nó kéo bộ phận ra rất là cứng, do cái móc giữ của cái bộ phận sấy này nó hơi cứng, do đó nó sẽ, khi các anh chị kéo ra nhiều lúc các anh chị cảm thấy mà nó rất cứng lắm. Thì ở đó các anh chị dùng một cái tay này, chúng ta ở trên này nó có cái bộ phận bóp nè, bóp để giữ, để kéo bớt phần cò nè, chúng ta giữ cái ngón tay trỏ trong đây, chúng ta dựa vào thế và chúng ta đẩy ra ha. Thì đẩy ra thông thường thì nó sẽ kẹt á, thì đa số là cái giấy nó nằm ở trong cái bộ phận sấy này đó. Với cái tình trạng mà khi mà nó ra mà cái tờ giấy mà nó nhăn, nó giống như là cái nhăn rẻ quạt vậy, thì các anh chị chú ý là khi đó là cái tờ giấy nó sẽ nằm ở đây ha, nó nằm dưới đây. Khi mà các anh chị bật cái bộ phận này lên, cái bộ phận D4 lên đây nè, cái bộ phận này là bộ phận D4 ha. Thì ở đây trong cái này nè, nó có cái bộ đen là cái bộ phận D3 nè, bộ phận D3 các anh chị nó có cái ghi chữ này. Thì khi mà các anh chị bật cái bộ phận D3 lên ha, bật bộ phận D4 lên, thì khi ở trong bộ phận D4 của mình á, nó có năm cái cò thế này. Nên có một cái video mình nói tại sao là các bạn và các anh chị nên sau khi cuối giờ nghỉ ha, hoặc là chúng ta chạy nhiều, chúng ta hay thường chuốt cái đầu cò là vậy. Tại vì trong cái đầu cò này nó thông thường nè, nó sẽ bám lại ở những một số cái mực. Sau khi nó qua lô thì nó sẽ bám làm số cái mực, nó dính trên cái đầu cò này, thì chúng ta sẽ vuốt cho nó khỏi cản trở cái đường giấy qua. Cò là cò, nó dùng để nó lẫy giấy mà nó lách giấy, thì chúng ta sẽ vuốt. Các anh chị thấy đây là đó, nó dính những cái phần này. Thì khi qua đó có thể là nguyên nhân một số cái cò này thì nó bị dính nhiều cái mực, nó bóng cục là cái mực, thì ở trong một cái phần cò này nó sẽ bị dính nhiều quá. Thì khi cái tờ giấy vừa qua thì cái đầu giấy nó cong lên, nó dấp vào cái mực đó, và nó sẽ giữ lại, nó sẽ làm cho nhăn cuộn giấy này ở đây, và nó sẽ báo kẹt ở KD ha. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là các anh chị, khi mà các anh chị lấy giấy ra rồi thì các anh chị tiếp theo là các anh chị sử dụng cái tay, các anh chị quay cái trục này, quay cái trục phía ngoài máy nè, chúng tôi sẽ quay, các anh chị quay, và chúng ta sẽ quan sát coi thử là ở phía trong này nè, là cái lưu lô sấy và lưu lô ép nó có xoay hay không. Để tránh trường hợp là khi mà chúng ta quay như thế này mà cái lưu lô sấy và cái lưu lô ép nó không quay, tức là cái sợi dây cu ro ở phía bên hông này, sợi dây cu ro ở phía bên hông này nha. Đây, mình sẽ cho coi sợi dây cu ro nha. Đây ở phần má này các anh chị sẽ thấy có dây, sợi dây cu ro nè, nó sẽ bắt qua các cái nhông đây. Đây, nó sẽ bắt qua các cái con nhông này nè. Thì các anh chị xem thử là cái dây cu ro này nó còn hay không, hoặc là nó có bị lỏng hay không ha. Các anh chị sẽ tiếp theo, các anh chị sẽ kiểm tra dây cu ro này giùm mình nha. Đây, nó có sợi dây cu ro.
Các anh chị mở ra, các anh chị kéo hết cái cọng khay giấy, khay sấy này ra thì các anh chị sẽ thấy trong này nè. Thì các anh chị sau khi các anh chị quan sát cái dây cua rô thì các anh chị thấy là nếu mà cái dây cua rô này nó vẫn còn, nó chưa đứt ha, nó vẫn còn, nó chưa đứt, thì các anh chị phải thêm kỹ cho mình cái dây cua rô này nó có cái hiện tượng như thế. Nó có cái hiện tượng là ví dụ như là nếu nó chưa đứt thì các anh chị phải coi lại là cái dây cua rô nó có bị nứt bị gì hay không, hoặc là có thể là trong một cái đoạn dây cua rô ha, thì ví dụ trong một đoạn dây cua rô này có thể là từ A đến B, nhưng mà trong giữa cái khoảng mà từ A đến một đoạn nó sẽ bị đứt, nó sẽ không còn những cái răng ha, không còn cái răng để bám nữa, thì sau khi mà máy nó chạy tới đó là cái răng nó sẽ không có bám được, nó sẽ không bám được, nó sẽ gây khựng, nó sẽ gây khựng và nó sẽ gây cái tình trạng là máy cái giấy nó sẽ không qua được cái lu lu sấy, thì do đó nó sẽ bị kẹt lại ha. Đó là cái nguyên nhân thứ hai mà các anh chị cần chú ý cho mình, đó là xem dây cua rô, nếu mà đứt thì chúng ta thay dây cua rô này ha. Rồi cái nguyên nhân thứ ba mà mình đã gặp phải đó là các anh chị gỡ cái bộ phận khi vuốt hết những cái đầu cò này rồi, các anh chị chạy đôi khi nó sẽ gây kẹt giấy nữa, chứ không phải là nó hết kẹt giấy đâu. Thì các anh chị hãy chú ý giùm mình là ở phía trong đây nè, nó có một cái cò nhỏ đây, các anh chị thấy cái cò nhỏ không? Đây các anh chị sẽ thấy cái cây cò nhỏ này. Cây cò nhỏ này thì khi mà giấy qua thì nó sẽ bị đè xuống ha, nó sẽ bị đè xuống, nhưng mà không phải nó cũng không đè sát đâu ha, nó khi qua thì nó đè xuống. Thì đôi khi chạy lâu ngày thì cái cò này nó sẽ bị giấy nó bào mòn ha, đôi khi nó sẽ bị giấy nó bào mòn và nó sẽ bào mòn thành cái khẩn, nó giống như nó bị giống như cái khẩn như này ha. Khi mà các anh chị cầm cái tay các anh chị vuốt cái cò này thì nếu mà nó chu chân chu rồi thì mà không nói, mà nếu các anh chị vuốt mà nó cảm thấy nó bị khẩn thì các anh chị hãy sử dụng cái tờ giấy giấy nhám mịn ấy, các anh chị vuốt nhẹ cái đầu cò này ha, vuốt nhẹ cái cò này ha. Và khi vuốt, khi các anh chị cảm thấy mà cái từ các anh chị sờ từ đầu này qua đầu kia thì các anh chị sẽ thấy nó không bị khựng nữa là được ha. Đôi khi là nó bị khựng ở chỗ đó, nó sẽ gây ra cái tình trạng đá giấy và nó sẽ bị gây cây kẹt à, thì các anh chị cứ sờ tay thử nha, chúng ta làm nhẹ nhàng chúng thôi, nó dậy cái cò này mất công thay nè à, chúng ta cầm vào chúng ta vuốt từ đầu, nếu mà nó không khựng thì nó là ok, còn nếu mà nó khựng thì các anh chị các bạn sử dụng cái giấy dám miếng giấy dám mịn các anh chị vuốt ha, chúng chị vuốt vuốt trên cái bề mặt khựng nha, chúng ta đừng có vuốt tròn nha, tại cái này nó vuông, cái cò này nó vuông ha. Đó là cái nguyên nhân thứ ba. Thì còn cái nguyên nhân thứ tư là khi mà các anh chị kiểm tra đi hết rồi mà nó còn báo kẹt thì các anh chị khi đó các anh chị hãy đóng máy vào ha. Các anh chị đóng cái bộ phận sấy này vào, sau khi mà các anh chị kiểm tra hết mấy cái kia rồi xong ha, các anh chị đóng vào, đóng cái bộ phận sấy vào, chúng ta bỏ vào trong máy lại, thì chúng ta sẽ đầu tiếp theo chúng ta sẽ thử coi thử là cái bộ phận motor kéo, cái bộ phận dây cua rô ở motor kéo ở phía sau máy nó có hoạt động hay không. Thì các anh chị vào nút remote vàng ha, trên máy nè, các anh chị nhớ đây mình không có chị đấy. Anh chị mình sẽ nói cho anh chị, các anh chị thao tác nha. Thứ nhất là các anh chị vào nút remote vàng ha, remote vàng trên máy các bạn chỉ bấm 107 ha, các anh chị giữ ly stop nha, giữ ly stop nó sẽ hiện ra copy XP. Thì các anh chị bấm vào copy XP thì các anh chị bấm tiếp theo, các anh chị bấm vào cái lệnh 5804031 thì các anh chị bấm on. Thì khi đó thì nếu mà cái dây cua rô ở phía sau máy á, nó hoạt động tốt thì các anh chị thấy là cái trục sấy của mình nó sẽ quay đều à, nó sẽ quay đều. Còn nếu mà các anh chị bấm on mà cái trục sấy nó không quay là do nó bị đứt cái dây cua rô ở phía sau. Còn cái đứt cái dây cua rô phía sau nó thay thế như thế nào thì các anh chị vào kênh của mình à, thì trong đó nó có một cái video là thay dây cua rô kéo bộ phận sấy ở phía sau máy, thì mình sẽ để link ở phía trên ha, lên phía trên à, khi các anh chị thấy hiện ra link, các anh chị muốn xem thì các anh chị click vào các anh chị xem nha à, thì đó là nguyên nhân tiếp theo của cái bộ phận lấy bộ phận kẹt giấy ở khay D. Thì đa số thì mình thấy là chỉ có những cái nguyên nhân, hầu như là chỉ có bốn nguyên nhân đó thôi, không có nguyên nhân nào khác. Thì mình nghĩ khi mà kẹt giấy khay D thì các anh chị nên kiểm tra bốn cái khâu như mình vừa chia sẻ, thì mình cảm thấy là nếu mà các anh chị làm tốt hơn những cái bộ phận đó, kiểm tra máy hoạt động đó thì các bộ phận sấy của tất cả các anh chị sẽ hoạt động ổn định ha. À, đó là cái nguyên nhân mà mình muốn chia sẻ thêm cho tất cả các anh chị
Và các bạn nào mà mới á, thì có thể xem video này thì có thể hình dung được và kiểm tra các cái bộ phận, các bước, những cái nguyên nhân mà mình mới vừa chia sẻ để cho tất cả các anh chị bắt đầu loại loại trừ dần, có thử là những cái phần nào nó sẽ gây kẹt đó. Thì hầu như là chỉ trong quá trình sử dụng mình chỉ thấy nó bị những nguyên nhân đó là chủ yếu thôi, chứ còn hầu như là không còn nguyên nhân nào nữa. Thì hy vọng là ở video này, với những chia sẻ những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi này, thì ta có thể giúp được tất cả các anh chị và các bạn khi kẹt giấy ở KD có thể biết cách xử lý và kiểm tra các bộ phận để chúng ta thay thế nếu mà bị hỏng, hoặc là để phục vụ cho công việc chúng ta tốt hơn. Nếu tất cả các anh chị và các bạn nếu mà xem video tới đây rồi cảm thấy video này nó có hữu ích, thì các anh chị đừng quên bấm like hoặc là share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị có thêm những kiến thức về khắc phục sự hỏng hóc của máy photo, và chúc các anh chị làm ăn ngày càng đắt khách. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các anh chị ở video sau.